Mitsubishi Pajero Sport là một mẫu xe SUV 7 chỗ được ưa chuộng tại Việt Nam với hai phiên bản chính là một cầu, hai cầu. Mỗi phiên bản đều mang đến những điểm ưu biệt riêng. Trong tháng 11 này thì hiện tại hãng đang có chương trình ưu đãi giảm giá cho khách hàng, hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Nhờ đó, mức giá bán của chiếc xe có thể giảm từ 113 triệu đến 136 triệu đồng, kèm quà tặng phiếu nhiên liệu trị giá 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng tùy phiên bản. Dưới đây thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn cùng tham khảo thông tin về chi phí lăn bánh cũng như là mua xe trả góp mới nhất trong tháng 11 để anh chị và các bạn có thể cân nhắc ở các phiên bản. Đầu tiên thì ta sẽ đi tới phiên bản Mitsubishi Pajero Sport một cầu. Với những ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định trên phố, giá thành hợp lý, với khả năng vận hành ổn định trên đường phố tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ thường sử dụng động cơ diesel công suất vừa phải. Hộp số sử dụng là hộp số tự động. Hệ thống treo của chiếc xe điều chỉnh cho đường trong phố. Trang bị an toàn của chiếc xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản với mức giá bán thấp hơn. Chỉ 925 triệu, chi phí lăn bánh ở thành phố Hà Nội là 1 tỷ 083 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 060 triệu. Tỉnh 12% là 1 tỷ 064 triệu. Tỉnh 10% là 1 tỷ 041 triệu. Với như anh chị và các bạn đã có nhu cầu mua trả góp cần chuẩn bị số tiền để có thể nhận xe. Thành phố Hà Nội là 343 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh là 320 triệu. Tỉnh 12% là 324 triệu. Tỉnh 10% là 301 triệu. Với gói vay trả góp tối đa số tiền có thể vay là 740 triệu. Tổng gốc và lãi tháng đầu 11 triệu 840 nghìn. Gốc chia đều hàng tháng là 7 triệu 710 nghìn. Lãi là 4 triệu 130 nghìn. Các tháng tiếp theo dư nợ giảm dần. Mitsubishi Pajero Sport 2 cầu. Mẫu xe dành cho những anh chị và các bạn thường xuyên di chuyển các loại địa hình. Cần một chiếc xe đa dụng có khả năng vượt địa hình tốt, sẵn sàng chi trả thêm để sở hữu nhiều tính năng cao cấp. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh, giúp cho khách hàng có thể di chuyển cả trong phố và off-road ổn định. Với khả năng vận hành của chiếc xe đa địa hình thích hợp cho cả đường phố và địa hình khó, động cơ của chiếc xe thường sử dụng động cơ diesel mạnh mẽ hơn, mô men xoắn lớn hơn. Hộp số của chiếc xe sử dụng hộp số tự động. Xe có trang bị hệ thống treo điều chỉnh cho cả đường phố và off-road. Trang bị an toàn của chiếc xe được trang bị thêm nhiều tính năng có khả năng off-road kiểm soát đổ dốc, khóa cầu V-Sai. Giá bán của chiếc xe thì nó sẽ cao hơn với mức giá bán là 1 tỷ 095 triệu. Chi phí lăn bánh ở thành phố Hà Nội 1 tỷ 282 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 255 triệu. Tỉnh 12% là 1 tỷ 263 triệu. Tỉnh 10% là 1 tỷ 236 triệu. Với những anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp cần chuẩn bị số tiền để có thể nhận xe. Ở Hà Nội là 406 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh là 379 triệu. Tỉnh 12% là 387 triệu. Tỉnh 10% là 360 triệu. Với gói vay trả góp tối đa số tiền có thể vay là 876 triệu. Tổng gốc và lãi tháng đầu là 14 triệu 020 nghìn. Gốc chia đều hàng tháng là 9 triệu 130 nghìn. Lãi là 4 triệu 890 nghìn. Các tháng tiếp theo dư nợ giảm dần. Anh chị và các bạn lưu ý giúp em, giá bán có thể thay đổi tùy theo chính sách của hãng, khu vực và trang bị từng phiên bản. Hãy liên hệ để nhận hỗ trợ tư vấn tốt nhất tại thời điểm anh chị và các bạn có thể mua xe hoặc qua đại lý gần nhất khu vực anh chị và các bạn sinh sống. Hy vọng với những cái thông tin em đưa trên sẽ giúp cho anh chị và các bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi lựa chọn phiên bản Mitsubishi Pajero Sport phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Để đặt lịch lái thử chiếc xe, anh chị và các bạn có thể liên hệ theo số hotline hoặc qua đại lý gần nhất để mình có thể đăng ký lái thử. Sau đó mình có thể đưa ra cái lựa chọn cân nhắc chính xác. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến hết video. Và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Tin Ra Xe Ô Tô.